được thành lập ngày 1 tháng 10 năm 1967 với ban đầu là Đại đội 3 với mật danh K36. Đến nay, lực lượng vũ trang của quận Ngũ Hành Sơn đã trải qua chặng đường hơn 55 năm xây dựng và phát triển, với những trận đánh đi vào lịch sử như non nước, sở chỉ huy quân đoàn 1, sân bay nước mặn, vân vân. Có phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận, vinh dự nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2000. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống lực lượng vũ trang của quận Ngũ Hành Sơn 30 tháng 1 năm 1968. 30 tháng 1 năm 2023. Khu vực An Nông, phường Hòa Hải Hơn 55 năm đã trôi qua, nhưng với những người cựu chiến binh này, mỗi khi trở lại mảnh đất Hòa Hải anh hùng thì quá khứ oanh liệt năm xưa lại ùa về. Ngày 30 tháng 1 năm 1968, đại đội 3 đã xuất quân cùng trung đội 1 R20 thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm đó là đánh vào sở chỉ huy quân đoàn 1, cơ quan chỉ huy cao nhất của Mỹ Ngụy ở khu vực miền Trung không giờ là mặc hiệu á là pháo binh của ta bắn vào sân bay Đà Nẵng thì pháo binh của ta hầu đó để, để ở Hòa Phong thì anh măng hô một tiếng khẩu hiệu lần thế này là DK thì tất cả các khẩu B40 là tập trung bắn vào 6 cái lô cốt còn đơn vị ở R20 là hợp đồng cùng lúc đó là ở phía cái đông cái đông phía bên cầu Tịnh Minh Thế đấy quấn vào thì bọn ở phía sau nó chạy về phía trước là bên kia các làm gì tiêu diệt hết thì cuối cùng hai đơn vị chúng tôi gặp lại là một rưỡi là chúng tôi hoàn thành là chiếm xong quân đoàn hết. Từ sau chiến công đầu tiên đó, đại đội 3 không ngừng phát triển số lượng và nâng cao hiệu quả chiến đấu trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, trụ bám, một tất đất không đi, không ly, không rời. Với phương châm lấy ít đánh nhiều, từ đây đại đội 3 cùng các đơn vị khác tranh lập nhiều chiến công xuất sắc ở các trận đánh, non nước, nước mặn, cống tìm, dốc kinh, cầu biện, núi Đùng, núi Chúa và đặc biệt là tham gia chiến dịch giải phóng Đà Nẵng tháng 3 năm 1975 cùng trung đoàn 97 tiến hành từ non nước đến quận 3. Trong cái trận chiến đấu mà giải phóng Đà Nẵng này, đại đội 3 cùng với tiểu đồng bóng đã bắt sống hàng ngàn tên thủy quân lục chiến. Đây là một cái trận chiến đấu có hiệu suất của chiến đấu rất cao và góp phần giải phóng Đà Nẵng hoàn toàn vào ngày 29 tháng 3 năm 1975. Đó là cái thành tích và cái truyền thống của tôi nói là, là rất là tự hào của cái lực lượng vũ trang của khu 3. Mà trong đó cái đại đội 3 và cái khu đội 3 là cái lực lượng nằm cốc hỗ trợ phong trào trong cái cái việc là bám trụ địa bàn mặc dầu trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn gian khổ ác liệt. Quê hương được giải phóng, đất nước thống nhất, những người lính bộ đội cụ hồ ở đại đội 3 năm xưa lại cùng bước vào trận chiến mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kiên thiết quê hương. Suốt chặng đường 26 năm đã qua, kể từ khi quận Ngũ Hành Sơn được thành lập. Lực lượng vũ trang quận luôn nỗ lực thi đua, đạt nhiều kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đặc biệt, hình ảnh bộ đội cụ hồ vẫn tiếp tục tỏa sáng trong lòng người dân địa phương, nhất là trong phòng chống lụt bão và ứng phó với đại dịch Covid-19. Chúng tôi về nhận thức rằng lực lượng vũ trang một vai trò rất nằm cốt trong các phong trào, trong đó có phong trào chống dịch là lực lượng xông qua ở trận đào, ở tiếng đào cùng với khu dân cư để vượt qua cái đại dịch năm 2020 và năm 21, từ đó ổn định cuộc sống bà con. Đến giúp dân như vậy á, thì tôi thấy rằng á là lực lượng dân quân và lực lượng bộ đội là xứng đáng với là xứng danh là anh bộ đội của cô hồ. Chỉ 3 tháng sau được thành lập, với chiến công hiển hách đánh vào sở chỉ huy quân đoàn 1 ngày 30 tháng 1 năm 1968, lực lượng vũ trang của Ngô Hành Sơn đã được quân khu 5 trải quyết định lấy mốc thời gian này làm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang quận. Truyền thống hào hùng năm xưa mãi mãi là hành trang, là tài sản vô giá, tiếp thêm sức mạnh để lực lượng vũ trang của Ngô Hành Sơn hôm nay viết tiếp trang sử vàng trong thời kỳ mới.